nha bà nội. Cháu xin chào ông bà cô chú anh chị các bạn trên miền Tây nha. Thì hôm nay là Phú Sơn đi học cái hộp cá. Phú Sơn có đặt ở ngoài đây nè. Thì mình để mấy ngày rồi. Thì không biết nó có cá hay không nữa. Nhưng hôm nay mình đi ra mình thấy nước nó cạn quá nè. Mình sợ mấy cái hộp của mình nó nằm ở trên thì sợ cá nó bị nhiễm. Nên mình đi thăm thử rồi. Thì mà ông bà cô chú anh chị các bạn thăm cái hộp cá không thôi chưa nha. Trời ơi nè. Thấy nó nằm khúc ở trên luôn rồi kìa. Để hào không? Ở nay nước tết cả nè. Bọn mày có cá không? Có cá không? Ui, nguyên bầy lồng rồng luôn. Thường là mấy cái hang mà có cá con á. Có cá á. Trời ơi. Cá nhiều quá đi à. Mũi hang ở đây chà bá luôn à. Nó có bầy lồng rồng giống. Ừ, có cá lóc. Cái đầu tiên là thấy hơi bị nhiều rồi đó. Thấy được vài con cá rô. Thôi kệ đi, có nữa không không? Cái chai nè. Nắng quá trời nắng luôn. Do Hương đang ở ngoài đồng á thì gió hơi lớn thì có gì cả nhà không cảm nha. Trời ơi, được 5 con. Mùa này cá rô chứ lắm luôn. Bỏ chạy cho cái vô chạy ra. Làm cái chứ theo. Ở gió mà những cái cây kêu đặng á. Chiếu chiếu. Đi chân cá nữa là không. Ủa nằm kêu cái bờ ở trên nè. Bỏ mình đặt cái nước thì nước lớn. Hôm nay đi thăm nước nó rộng. Dạ. Ủa mới thấy rõ tim kìa. Nước cá mà. Ý gì? Ô được mấy con cá ngô luôn. Chạy ra. Hôm nay chắc hết rồi. Hôm nay có mấy con à. Mình đặt cái này đâu không có cần mồi. Mình đặt để lại gì đó. Đây nha. Nhắc luôn. Đặt theo cái đường rồi cá lội á xong mình đặt xuống. Cái này đỡ hơn cái hồi nãy nè. Cũng được mấy con nữa. Mà kệ đi à, đem về chiên đủ ăn nè. Chị cô đang nhìn mấy cái khoang được không để lại. Đi. Mấy con người ta. Để tới ngày hôm nay chắc cũng được 3 ngày. Quá trời nắng luôn. Nãy mình đi thì nó ui ui, không có nắng lắm. Ra tới đây thì nắng quá trời luôn.
một con ếch nè. Giỏi lắm luôn rồi. Được một con ếch. Cái này, ôi có con cá phê, có cua phi nữa. Ôi cái lợn của mình nó bị lủng rồi nè. Ủa chè giá lại mới được. Được một con ếch. Có một con một sao anh thà hai con. Hai con đỡ. Gió quá chừng gió luôn, mai tóc được lắm chứ. Mình chắc mình bắt con ếch này mình thả. Có một con một à. Hello. Không nhảy luôn mẹ ghê chưa. Rồi để đi tới cuối một xíu mình thả. Để tới cuối coi thành quả của mình coi nhiều không. Đúng rồi. Con ếch không nhảy luôn. Thiệt chứ ta. Vậy là được một con cá cua phi với một con ếch. Mấy con cá nhỏ nhỏ nhỏ. Đi học cái tiếp theo. Tầm 3 cá. Đi ngoài đồng thường là sẽ gặp những cây bên này sẽ gặp nhiều. Nãy mình ghé là con chạy chín luôn. Bác đem về dầm dưới đá, những đường kia để vô dầm dầm. Rồi. Thì con này con cá rô quá ta. Ra coi. Giống cũng giống cá rô phi. Sao người ta gọi là cá rô biển mà lại nó giống trong nước ngọt. Ôi. Giống cá cua phi. Cá cua phi người ta nói nè, nó vậy nè. Là cái này cá cua biển. Tại vì mình không biết phân biệt loại cá. Mà hai con này đâu giống nhau đâu. Mình còn cái kia kia đây. Hiện tại là kênh của Hôn Sương đang được 70 mấy. Thì 70 mấy ngàn người đăng ký này. Có gì ai, những ai đang xem mà chưa có đăng ký Hôn Sương á, thì cho Hôn Sương xin một lượt đăng ký với một lượt like nha. Để Hôn Sương cố gắng, hai chị em Hôn Sương cố gắng là năm nay là sẽ đạt nút bạc á. Thì có gì cả nhà ủng hộ hai chị em mình nha. Hôm nay chị Hai mình cũng đi theo. Con ấy nó mới nhảy rồi á. Trời quá à. Đi lại là cá cua phi nữa nè. Con này mới là con cá cua phi thiệt nè. Con nó bị ấy rồi. Giật lên. Cái này nó nằm tuốt ở trên quá cho nên nó bị ngợp rồi. Ủa nó còn ngớp nè. Ủa
cái bà này bà giả giả bộ bà ơi. Ê, con này con cá hồ ấy nè, y ghê cái con nãy luôn. Cá hồ nhỏ này ăn cái con cá hồ biển nãy. Đâu rồi? Thả nhỏ nó xuống kia. Để ta. Giống. Giống. Ôi con ếch này hiện chứ ta. Chớp chớp mắt rồi. Chớp chớp mắt rồi. Nó còn sao nó chịu nhảy nè. Nhảy đi. Nè, nằm trong gu à. Nay hiền hả? Hay là nãy giờ nó nằm trong lợp á. Xong rồi mình đem lên nó nhảy nó mệt rồi. Nhảy đi. Đó. Nè bắt hết. Bắt hết. Trời ơi, nằm em gu luôn. Thầy chắc là đem về luôn quá. Được rồi con ếch. Không chịu nhảy đem về luôn. Cái là 5 cái vậy. Đặt tới đây à. Đặt 5 cái. Bà ơi bà. Đi vô nữa đem đi đặt. Bữa hằng đi đặt kiếm chai. Kiếm chai quá trời. Giờ mình vô cũng được một mớ, nắng quá trời này. Được một mớ cá rô phi, ớ lộn cá rô nâu, cái này nhỏ nhỏ, chiên. Cái hai con cá rô phi. Nhìn bà này cứng đơ mà bà còn ngốc ngớt à. Con này là cá rô biển đó cả nhà, phải không? Không phải thì bình luận cho Hương Sương biết chứ. Mình cũng không biết là cá rô biển hay cá rô phi nữa. Mà nhìn cá này với cá rô phi nó đâu giống nhau đâu. Có ai biết thì bình luận cho Hương Sương biết nha. Thì giờ mình đi về. Thì clip tới đây thì Hương Sương xin tạm khép lại. Thì cả nhà ai chưa đăng ký thì cho Hương Sương xin một lượt đăng ký với nha. Để Hương Sương cố gắng trong năm nay sẽ đạt nút bạc á. Thì ai với ai đăng ký Hương Sương rồi thì cho Hương Sương cảm ơn rất là nhiều luôn. Thì giờ mình về nha. Thì clip tới đây Hương Sương tạm khép lại. Thì cảm ơn ông bà cô chú anh chị các bạn đã coi hết clip. Cả nhà thấy hay thì cho Hương Sương xin một like, được đăng ký nha. Thì hẹn ông bà cô chú anh chị các bạn clip sau. Xin chào.